Lê Văn Quỳnh. Hôm nay tôi sẽ kết bạn diễn cho tổng thể lễ 8 năm thuyết trình về bức tranh chào mừng ngày 8/3 của lớp con. Và trong cảnh sự đại đàn văn học chúng ta từ trước đến nay, những đại biểu đại diện của một số tổ chức đang sống ở nước cũng đã xuyên người ta trong gian khó tìm gặp nhau ở điểm chung, đã lớn thay đổi đàn bà, lời dặn phạm mạnh cũng là người chung. Và nếu quý vị trong hội chúng ai cũng có câu hỏi mang trên mình một kiếp sống của một con vật, thì hình dung em trong sáng của nhà thơ Xuân Quỳnh luôn chăn trở về tình yêu, sự đủ của tình yêu, tình xuân quỳ luôn cộng đồng lao động. Cuộc đời tuy phải thế, năm tháng vẫn qua đi, như biển kia sâu rộng mây quay về xa. Hình ảnh người phụ nữ phong kiến cũng gắn liền với hình ảnh một số nhà ba xó nếp ấy vậy trong thời kỳ kháng chiến. Hình ảnh người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn tựa như quê hương đất gọi, cùng với tinh thần dũng cảm, ý chí cuột cường đã làm nên cuộc đại chiến của toàn dân tộc ta. Các buổi bắn cố tê lửa cháy, cái buồn lái là buồn con gái vẫn mềm mại kẹt hoa cải gian. Và những đêm lâu khi con sông cửa tắt, chị cô đứng trông trên đường lặng ngắt chị bao công đi sắt quy đồng, chị bao công đêm đông quét xác. Và nếu như ai cũng chọn cho mình những công việc cao cả, thì ai sẽ làm những công việc khó khăn và gian khó? Những người công nhân vệ sinh được ví như là con ong chăm chỉ, cẩn thận, họ đầy trách nhiệm khi làm sạch một phố phường. Để mỗi sớm mai ta thức dậy, ta sẽ thấy được những phố phường sạch đẹp hơn. Công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà hàm chứa bên trong đó bao nhiêu sự vất vả và cả mối nguy hiểm luôn cận kề. Ngoài ra còn có những người phụ nữ ngày ngày họ tảo tần dưới mưa nắng trên đồng ruộng. Và một công việc thì yêu cầu cao về sự siêng năng vất vả của người làm, nhưng thu nhập thì chẳng đáng là bao, một năm thì chỉ có mấy vụ lúa. Và đất nước tôi như giọt đàn ngầu, nghe dịp nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần thật lặng lẽ, mất mát vì chiến tranh đã quá nhiều. Nhưng có lẽ sự mất mát to lớn của người mẹ Việt Nam đó là sự mất con và chồng, họ lần lượt nhìn những người chồng người con của mình ra đi. Và người xưa thì đã có câu, đàn ông không nổi dưới khơi, đàn bà sâu sắc như cơi vợ chồng. Thế vậy, trong thời kỳ đổi mới ngày nay, những người phụ nữ đâu chỉ còn gắn bó với gian bếp nữa. Họ đã và đang làm những điều tốt đẹp nhất cho xã hội, cho gia đình và xã hội. Chẳng hạn như nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà là chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ta. Và nhân dịp ngày 8/3 sắp đến, bằng việc thiết kế những tái hiện lại công việc của những người phụ nữ, lớp 8/3 chúng con đã làm tôn lên chủ thông điệp của bức tranh, đó là ca ngợi sự đóng góp bằng khối óc cũng như công sức của người phụ nữ trong công cuộc đổi mới và tiến thiết đất nước. Và nhân dịp ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ sắp đến, con xin thay mặt tập thể học sinh cao lớp 8/5 xin kính chúc các cô giáo, các bạn học sinh yêu thương, các bà các mẹ luôn có một sức khỏe dồi dào. Con xin kính chúc các cô giáo những kỹ sư tâm hồn sẽ mãi luôn thành công trên sự nghiệp chồng người của mình. Con xin trân trọng cảm ơn.